Manchester United bước vào trận đấu thứ hai sau khi World Cup 2022 kết thúc. Đây cũng là trận đấu chính thức đầu tiên của đội chủ sân Old Trafford kể từ khi chấm dứt hợp đồng với siêu sao Cristiano Ronaldo sau những phát ngôn chấn động của CR7 trong cuộc phỏng vấn với nhà báo Pierre Morgan. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình nhận định soi kèo dự đoán kết quả bóng đá ngoài hạng Anh trên kênh YouTube Tin bóng đá. Mong các bạn hãy ủng hộ chúng tôi bằng những lượt like, lượt chia sẻ video và đăng ký cho kênh sau hơn một tháng nghỉ nhường thời gian cho các đội tuyển quốc gia thi đấu tại World Cup 2022, cuối tuần này các giải vô địch quốc gia ở châu Âu chính thức trở lại. Hơn lúc nào hết, người hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới đang chờ đợi những trận cầu này lửa tại giải Ngoại Anh. Anh. Đây là vòng đấu thứ 17 của Ngoại Anh Anh mùa giải 2022-2023, cũng là vòng đấu đánh dấu sự trở lại của giải vô địch bóng đá quốc gia hấp dẫn nhất hành tinh. Được biết, vòng 17 Ngoại Anh Anh diễn ra trong các ngày 26, 27, 28 và 29 tháng 12 năm 2022 với nhiều trận đấu hấp dẫn, trong đó trận đấu trên sân Old Trafford giữa Manchester United và Nottingham Forest nhận được sự nhận, nhận được sự quan tâm của người hâm mộ. Những rắc rối sau cuộc chia tay với Ronaldo và những lo lắng về thể trạng các cầu thủ sau World Cup 2022 đã được Manchester United giải quyết bằng chiến thắng trước Burnley với tỷ số 2-0 ở vòng 18 cúp liên đoàn Anh. Đó là một sự khởi đầu hoàn hảo cho Quỷ Đỏ thời hậu Ronaldo cũng như giúp họ có sự chuẩn bị tốt nhất về tâm lý cho cuộc đua cạnh tranh ở giải ngoại hạng Anh. Dù ở trận đấu tới đây với Nottingham Forest trên sân nhà, nhiều cầu thủ trụ cột của hàng phòng ngự như các trung vệ Maguire, Varane, Lindelöf hay Lisandro Martinez đều không ra sân vì các lý do khác nhau, thì đội bóng áo đỏ vẫn được đánh giá cao hơn đối thủ. Ngoài ra, trên hàng công, các cổ động viên vẫn cảm thấy yên tâm vì sự ra đi của Ronaldo vì những người thay thế như Garnacho, Martial và đặc biệt là Raffers đang thể hiện được giá trị của mình. Ở thời điểm này, Quỷ Đỏ đang xếp thứ 5 trên bảng xếp hạng với 26 điểm. Họ kém đội đứng thứ tư là Tottenham 3 điểm, nhưng vẫn đang thi đấu ít hơn đối thủ một trận và nếu có 3 điểm, cơ hội trở lại top 3 của MU là rất lớn. Trong khi đó, Nottingham Forest vẫn đang đứng thứ ba từ dưới lên trên bảng xếp hạng Ngoại Anh mùa này, mới chỉ có được vỏn vẹn 3 trận thắng trong tổng số 16 trận đã đấu. Toàn quân huấn luyện viên Cooper càng gần hơn khả năng trở lại hạng nhất khi phải làm khách trên sân của Manchester United tại vòng đấu này. Lúc này Manchester United hiện đang có một khởi đầu mùa giải mới không mấy tốt đẹp dưới thời huấn luyện viên Erik Ten Hag. Cụ thể đội bóng này đã toàn thua tại hai vòng đấu gần đây nhất tại ngoại Anh, Anh. Giai đoạn gần đây Manchester United thể hiện phong độ vô cùng thăng hoa. Ta có thể thấy rõ theo thống kê tại 14 trận đấu vừa qua, MU thành công giành được 8 chiến thắng, trong đó hai trận hòa và 4 trận thua. Còn về phía đội khách, sau một thập kỷ chật vật ở Championship, Cuối cùng thì đội bóng Nottingham Forest cũng đã thành công quay trở lại sân chơi cao nhất nước Anh. Mặc dù vậy, mặc dù có được một sự khởi đầu vô cùng mạnh mẽ, thế nhưng đội khách thời điểm hiện tại vẫn đang đối diện với một cuộc chiến vô cùng khó khăn để trụ hạng. Đoàn quân của nhà cầm quân Seven Cooper thời điểm hiện tại họ đang đứng trong nhóm cần mềm đỏ với tổng số 13 điểm sau 15 trận đấu đã qua tại ngoài Anh mùa này, kém nhóm an toàn vỏn vẹn một điểm. Trong quá khứ, Nottingham Forest đã từng được xem là đội bóng có thế lực lớn tại nền bóng đá Anh. Họ đã từng có một lần giành được cúp vô địch ngoại hạng Anh và có hai lần thành công lên ngôi vô địch tại đấu trường C1 châu Âu. Thế nhưng cho đến thời điểm hiện tại, Nottingham Forest lại được đánh giá là đội bóng vô cùng yếu kém trước một động lớn như MU. Ở trận đấu này được thi đấu trên thánh địa Old Trafford cùng với đó là phong độ thi đấu vô cùng tăng hoa của các cầu thủ MU khi đối mặt với đội bóng được đánh giá yếu hơn, Quỷ Đỏ nhiều khả năng sẽ giành chiến thắng trong trận đấu này. Nhà cái nhận định Manchester United được xếp cửa trên nên đưa ra tỷ lệ cược chấp 1-1/2 với Nottingham Forest. Theo thống kê, Quỷ Đỏ đã toàn thắng ở 6 trận đấu gần nhất khi đối đầu với Nottingham Forest. Thế nhưng thời điểm hiện tại, một chiến thắng dành cho MU là điều không phải bàn cãi. Về tỷ lệ tài xỉu nhà cái đưa ra với tỷ lệ tài 3, Manchester United hiện đang sở hữu một hàng công thi đấu vô cùng thăng hoa khi trải qua 14 trận đấu đã ghi được tổng cộng 20 bàn thắng. Cùng với đó, hàng thủ của Quỷ Đỏ cũng đã và lưới Nhật bóng số bàn thua tương tự. Còn về đội khách Nottingham Forest thời điểm hiện tại đang sở hữu một hàng công thi đấu tệ hại với hàng thủ hết sức bất ổn. Cụ thể, họ đã vào lưới nhật bóng 30 lần trong khi đó chỉ ghi được 11 bàn sau 15 trận đã đấu tại ngoại hạng anh anh mùa giải năm nay. Lúc này sau một tháng tạm nghỉ dành thời gian cho World Cup, ngoại hạng anh anh chính thức trở lại với những trận đấu liên tiếp diễn ra. Việc các vòng đấu ngoại hạng anh anh diễn ra liên tiếp khiến các đội bóng phải liên tục xoay tua đội hình. Thời điểm này, những câu lạc bộ có chiều sâu lực lượng sẽ tỏ ra vượt trội hơn và những câu lạc bộ lớn như Manchester United sẽ thể hiện được ưu thế. Xét về khía cạnh này, Nottingham Forest thất thế hơn bởi họ là đội bóng nhỏ. Mặc dù vậy, Nottingham Forest cũng có những lợi thế riêng mình. Mặc dù vậy, Nottingham Forest vẫn có những lợi thế bởi họ chỉ phải tập trung tại ngoại hạng Anh, trong khi những đội bóng lớn như MU phải căng mình ở cúp châu Âu. Thời điểm sau Giáng sinh và tiết dương lịch là lúc Hoàng Anh bước vào giai đoạn căng thẳng với những trận cầu diễn ra liên tiếp trong ngày Boxing Day. Lúc này sau gần một nửa mùa giải, Arsenal đang đứng vững trên vị trí đầu bảng, đối thủ bám đuổi trực tiếp của thầy trò huấn luyện viên Mikel Arteta ở thời điểm này là Manchester City. Đáng chú ý, cuộc đua vào top 4 cũng đang cho thấy những dấu hiệu vô cùng hấp dẫn với sự nổi lên của Newcastle và Tottenham cũng sẽ phải cẩn thận với những Chelsea, Manchester United, Liverpool hay thậm chí là đội bóng nơi chơi cực kỳ ấn tượng là Brighton cũng sẽ sẵn sàng vươn lên bất cứ lúc nào. Trở lại với trận đấu giữa Manchester United và Nottingham Forest. Về lực lượng, bộ đôi trung vệ Varane và Lisandro Martinez vẫn sẽ không thi đấu, trong khi đó những cầu thủ được nghỉ ngơi tại Cup Liên đoàn Anh nhiều khả năng sẽ quay trở lại trong trận đấu sắp tới. Và sau sự ra đi của Ronaldo, người hâm mộ MU đang chờ đợi huấn luyện viên Erik ten Hag có những thay đổi trên hàng công. Trong khi đó, đội khách sẽ thiếu vắng hàng loạt cầu thủ như Aurier, Bian Cotter, Cao hay Richard vì chấn thương và điều đó sẽ gây nhiều khó khăn cho đội viên Cooper vì trên sân Old Trafford chắc chắn Nottingham phải chơi phòng ngự chặt. Hiện tại, Nottingham Forest chưa bao giờ đối thủ xứng tầm của quỷ đỏ. Năm lần gặp nhau gần nhất, họ để thua cả năm trận. Xét về phong độ hiện tại, trong 3 trận gần nhất, thầy trò huấn luyện viên Erik Ten Hag để thua 2 trận đấu giao hữu, thắng 1 trong trận đấu tại Cúp Liên đoàn trong khi đó Nottingham Forest thắng cả 5 trận gần nhất. Việc hàng loạt ngôi sao quan trọng đã ra đi. Với việc hàng loạt ngôi sao quan trọng đã ra sân trong trận thắng Burnley ở vòng 1/8 Cúp Liên Hoàn Anh và có được phong độ thi đấu tương đối tốt đã giúp Manchester United nhanh chóng có được trạng thái hưng phấn, cộng với lợi thế sân nhà càng khiến cho Quỷ Đỏ được đánh giá cao hơn đội khách Nottingham Forest. Và như vậy, thầy trò huấn luyện viên Erik ten Hag rất rộng cửa giành chiến thắng dù tỷ lệ trận này là 1/1/2 theo dự đoán các chuyên gia. Về tổng tỷ số bàn thắng, cả Ganacho, Rafos hay Martian đều chơi rất tốt trong trận đấu với Burnley. Điều đó cho thấy các tiền đạo của Điều đó cho thấy các tiền đạo của Quỷ Đỏ và lối chơi của họ đang có sự vận hành tốt sau sự ra đi của Ronaldo. Vì thế, các chuyên gia dự đoán khả năng trận đấu này sẽ vượt mốc 3 bàn thắng bởi MU được chơi trên sân Old Trafford của mình. Trận đấu giữa Manchester United và Nottingham Forest diễn ra vào lúc 3 giờ sáng ngày 28 tháng 12 trên sân vận động Old Trafford. Đây là trận đấu thuộc vòng 17 Ngoại hạng Anh mùa giải 2022-2023. Theo bạn, giữa Manchester United và Nottingham Forest, đội bóng nào sẽ giành chiến thắng? Hãy chia sẻ ý kiến nhận định, bình luận của bạn dưới video này nhé. Đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ tin bóng đá. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.